Bài 6. Sự phát triển tình cảm của trẻ mẫu giáo Một nhỏ, những đặc điểm của tình cảm ở trẻ mẫu giáo 1.1. Khái niệm về tình cảm Trong khi phản ánh thế giới khách quan, con người không chỉ nhận thức thế giới đó mà còn tỏ thái độ của mình với nó nữa. Những hiện tượng tâm lý biểu thị thái độ của con người đối với những cái mà họ nhận thức được hoặc làm ra được như thế gọi là xúc cảm và tình cảm. Tình cảm là những thái độ đặc biệt của con người đối với sự vật hiện tượng của hiện thực khách quan, tùy thuộc sự vật hiện tượng đó có thỏa mãn hay không nhu cầu của con người. Thái độ đó được biểu hiện ở các rung động hay trải nghiệm. 1.2. Đặc điểm tình cảm của trẻ mẫu giáo. So với người lớn, sự biểu hiện bên ngoài của tình cảm ở trẻ mang tính chất mạnh mẽ hơn và không chủ định. Tình cảm của trẻ bùng nổ một cách nhanh chóng, thể hiện mạnh mẽ, rõ ràng và cũng tắt một cách nhanh chóng như vậy tiếng cười ngay lập tức có thể được thay thế bằng những giọt nước mắt trong lứa tuổi mẫu giáo cũng như trong lứa tuổi nhà trẻ tình cảm thống trị tất cả các mặt trong cuộc sống của trẻ khiến cho chúng có một màu sắc và một bộ mặt riêng tình cảm nảy sinh biểu hiện trong các hoạt động của trẻ mẫu giáo và cũng chi phối mọi hoạt động của nó nhưng trẻ mẫu giáo vẫn chưa biết điều khiển những tình cảm của mình mối quan hệ của trẻ mở rộng một cách đáng kể khiến cho tình cảm của trẻ cũng được phát triển về nhiều phía tình cảm của trẻ phụ thuộc rất nhiều vào những mối liên hệ qua lại của nó với người lớn và các bạn đồng trang lứa hành vi của những người xung quanh có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự xuất hiện và phát triển tình cảm của trẻ nếu người lớn chú ý đến trẻ có thái độ âu yếm tôn trọng trẻ như một nhân cách thì trẻ cảm thấy sự yên ổn có tâm trạng thoải mái yêu đời nếu người lớn làm trẻ thất vọng hoặc đối xử bất công đối với trẻ thì nó sẽ thể nghiệm sự không hài lòng buồn rầu và sẽ chuyển thái độ tiêu cực đó sang cho những người xung quanh cho đồ chơi của mình trẻ càng bé bao nhiêu thì các đặc tính của đối tượng càng dễ bị gắn liền với tình cảm chủ quan bấy nhiêu ví dụ bác sĩ tiêm cho trẻ làm trẻ đau đối với trẻ là người xấu cùng với sự phát triển của đời sống tình cảm dần dần thái độ chủ quan của trẻ sẽ tách khỏi đối tượng của cảm xúc sự phát triển cảm xúc tình cảm của trẻ gắn liền với hoàn cảnh sống nhất định nếu hoàn cảnh quen thuộc bị phá vỡ tức thay đổi chế độ sinh hoạt nếp sống của trẻ có thể dẫn đến sự xuất hiện những xúc động mạnh hay kích động và có thể là sự sợ hãi khi những nhu cầu mới của trẻ trong giai đoạn khủng hoảng không được thỏa mãn hoặc bị kìm nén có thể dẫn đến trạng thái tức giận muốn tấn công người khác hoặc trạng thái trầm uất trạng thái tiêu cực tình cảm của trẻ chịu ảnh hưởng của đặc điểm hoạt động thần kinh khí chất cường độ tính dễ kích thích và mức độ cân bằng của các quá trình thần kinh vai trò điều chỉnh của vỏ não tăng dần cùng với sự phát triển của trẻ khi trẻ bắt đầu vẽ mình trong những tình huống khó khăn hoặc đơn giản là vẽ những giấc mơ đáng sợ đó là dấu hiệu của cuộc sống tình cảm không được tươi đẹp như vậy sự yên ổn về mặt cảm xúc góp phần phát triển nhân cách của trẻ hình thành ở trẻ những phẩm chất tích cực thái độ thiện trí đối với những người xung quanh hai nhỏ nội dung và hình thức thể hiện tình cảm ở trẻ mẫu giáo thay đổi mạnh mẽ trong suốt thời kỳ mẫu giáo cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện ở trẻ mẫu giáo các tình cảm cấp cao bắt đầu phát triển các tình cảm cấp cao gồm có tình cảm trí tuệ nhu cầu được nhận thức tình cảm đạo đức phân biệt tốt xấu tình cảm thẩm mỹ phân biệt đẹp không đẹp hình thành dần dần trên cơ sở những khái niệm trong giai đoạn đầu này các tình cảm còn gắn với nhau chúng chưa tách rời nhau tốt nghĩa là đẹp cảm xúc thẩm mỹ tốt nghĩa là hiền cảm xúc đạo đức tốt nghĩa là hay cảm xúc nhận thức khi được học cách phân tích và đánh giá các tình cảm này trẻ mới phân biệt được chúng tình cảm trí tuệ như tính tò mò tính ham học sự ngạc nhiên cảm giác trước cái mới tính hài hước tình cảm đạo đức gồm có cảm xúc thỏa mãn hay không thỏa mãn nhận thức đạo đức tình cảm tự hào tình cảm xấu hổ tình bạn bè tình cảm thẩm mỹ như cái đẹp Đến cuối tuổi mẫu giáo, các tình cảm cấp cao còn trở thành động lực hành vi của trẻ, các yếu tố điều chỉnh hành động, ý muốn của trẻ. 2.1, tình cảm trí tuệ. Ở trẻ 2 tuổi đã rất thích nghe kể chuyện vì nó cảm thấy vui mừng khi được tiếp xúc với người lớn, trẻ chỉ mới hiểu lờ mờ nội dung của bản thân câu chuyện, vì thế trẻ thường yêu cầu kể đi kể lại một câu chuyện. Ở trẻ mẫu giáo, nội dung câu chuyện kể đã gây hứng thú cho trẻ Trẻ lo lắng cho số phận của các nhân vật chính nghĩa, tán thưởng hay không tán thưởng hành vi của họ, muốn tìm hiểu những gì xảy ra tiếp theo, trẻ hay thêm thắt vào câu chuyện, đưa ra ý kiến của mình, biểu lộ sự tức giận, xúc động. Các loài động vật, chim chóc là những đối tượng mới gây nên tình cảm nhận thức ở trẻ rất rõ, như trẻ thích chú ý đến thói quen của xúc vật, quan sát hình dạng bên ngoài của chúng, cái mỏ, cái chân, bộ lông hoạt động, vân vân, thích chăm sóc xúc vật, biểu lộ tình cảm yêu thương. Trẻ mẫu giáo thể hiện tình cảm trí tuệ trong những câu hỏi muôn màu muôn vẻ của chúng, trong niềm vui khi tự làm ra hoặc khám phá ra được điều gì đó. 2.2, tình cảm đạo đức. Tình cảm của con người chỉ nảy sinh trong những mối quan hệ giữa người và người. Ở tuổi mẫu giáo, quan hệ của trẻ với mọi người trong xã hội là nguồn tình cảm mạnh mẽ nhất và quan trọng nhất trong đời sống tình cảm của trẻ mẫu giáo. Nhu cầu được quan tâm, được yêu thương của trẻ rất lớn và trẻ biểu lộ tình cảm của mình đối với những người thân một cách mạnh mẽ như bố, mẹ, anh chị, cô giáo, vân vân. Trẻ thể hiện sự quan tâm, chăm sóc với họ, buồn khi người thân ốm đau. Hành vi của những người xung quanh luôn gây ra ở trẻ tình cảm muôn hình muôn vẻ. Niềm vui sướng, lòng tự hào, sự mất lòng, vân vân. Trẻ đã biết đặt mình vào địa vị người mà nó gắn bó, thể nghiệm niềm vui sướng, sự đau đớn mà người đó trải qua như là cảm xúc của chính mình. Trẻ mẫu giáo tuy chưa có tình bạn ổn định, thường kết bạn theo hoàn cảnh cụ thể, gần nhà, cô xếp ngồi gần, thích chơi cùng, vân vân. Nhưng trẻ đã biết quan tâm đến bạn trong nhóm, buồn khi bạn vắng, giúp đỡ bạn, chia sẻ đồ chơi, chơi cùng một cách thích thú, đồng cảm khi bạn gặp khó khăn. Khi trẻ hoạt động trong tập thể, hình thành tình cảm mới, tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ trước người khác, yêu cầu cao với bản thân, so sánh mình với các bạn, trẻ thể nghiệm tình cảm, lòng tự hào, tự tin hay thiếu tự tin, tính xấu hổ, biết tự kiềm chế, tự làm chủ bản thân, vân vân. Trẻ rất quan tâm đến các em bé, tỏ thiện chí muốn chăm sóc để thể hiện vai trò của một người lớn. Tình cảm của trẻ dễ dàng được chuyển vào các nhân vật trong chuyện cổ tích hoặc chuyện kể. Trẻ thâm nhập vào câu chuyện, trải nghiệm cảm xúc cùng nhân vật. Những xúc cảm xuất hiện khi trẻ nghe chuyện, xem chuyện cổ tích biến trẻ từ một thính giả thụ động thành một người can thiệp trực tiếp vào chuyện bằng cách vẽ vào đấy để tỏ thái độ nên cho trẻ sắm vai đóng kịch trẻ còn biểu lộ tình cảm đối với thế giới động vật cỏ cây hoa lá khi tìm hiểu những đối tượng này trẻ có xu hướng gắn cho chúng những sắc thái tình cảm của con người tóm lại đây là thời điểm thuận lợi để giáo dục lòng nhân ái cho trẻ cần giáo dục cho trẻ tình yêu quê hương đất nước con người thông qua tìm hiểu tham quan hình thành ở trẻ tình yêu lòng kính trọng đối với người lao động và sản phẩm lao động. 2.3, tình cảm thẩm mỹ. Tuổi mẫu giáo là giai đoạn phát cảm của những xúc cảm thẩm mỹ. Tình yêu cái đẹp trong thiên nhiên, trong cuộc sống và trong nghệ thuật thực chất đó là tình cảm được khêu gợi lên bởi những xúc cảm về cái đẹp của con người, của tình người. Trẻ mẫu giáo biết rung cảm khá nhạy bén với những cái đẹp trong thế giới xung quanh. Đó là những xúc cảm tích cực, dễ chịu được nảy sinh khi trẻ tiếp xúc trực tiếp với cái đẹp khiến trẻ thấy thiết tha với con người và cảnh vật xung quanh kích thích trẻ làm những điều tốt lành đem niềm vui đến cho mọi người đây là thời điểm thuận lợi cho việc giáo dục thẩm mỹ và chính nó lại mang lại một hiệu quả to lớn đối với sự phát triển nhân cách toàn diện của trẻ khó có gì có thể so sánh được thông qua giáo dục thẩm mỹ mà giáo dục các mặt khác đặc biệt là giáo dục đạo đức cho trẻ vì đối với trẻ thì cái đẹp và cái tốt chỉ là một khó mà chia cắt rạch ròi nghĩa là trong tình cảm thẩm mỹ đã chứa đựng yếu tố đạo đức và ngược lại có thể gọi chung là tình cảm đạo đức thẩm mỹ đạo đức cần tạo cho trẻ một môi trường không chỉ kích thích hoạt động của trẻ mà còn là môi trường đẹp để gợi cho trẻ những cảm xúc thẩm mỹ đạo đức giáo viên không chỉ hướng dẫn cho trẻ cảm thụ cái đẹp mà còn biết tạo ra cái đẹp nuôi dưỡng ở trẻ nhu cầu muốn làm cho mình trở nên đẹp trong nét mặt trong cử chỉ lời nói sinh hoạt hàng ngày để đem lại niềm vui cho những người xung quanh ba nhỏ các điều kiện để phát triển cảm xúc và tình cảm cho trẻ mẫu giáo một cảm xúc và tình cảm của trẻ được hình thành trong quá trình giao tiếp với người lớn và các bạn cùng tuổi mối quan hệ với mọi người xung quanh hành vi của họ là nguồn tình cảm mạnh mẽ của trẻ mối quan hệ tốt trong gia đình rất quan trọng đối với sự phát triển tình cảm của trẻ sự giao tiếp không đúng trong gia đình có thể dẫn đến a sự gắn bó một phía thường là với mẹ trong trường hợp này nhu cầu giao tiếp với các bạn sẽ giảm đi B. Sự ghen tức khi trong gia đình có thêm thành viên như em bé, nếu trẻ cảm thấy mình bị bỏ rơi. C. Sự sợ hãi khi người lớn vì một lý do nhỏ lại dùng tới biện pháp dọa dẫm trẻ. Điều đó khiến trẻ rơi vào trạng thái lo âu, căng thẳng và sợ hãi. Sự sợ hãi có thể lây nhiễm từ người lớn khi trẻ thấy người lớn tỏ ra sợ hãi. 2. Trong các hoạt động có tổ chức, ví dụ giờ học nhạc, vẽ, trẻ học cách thể nghiệm tình cảm gắn liền với sự tri giác nhịp điệu, Màu sắc, đường nét. 3. Cảm xúc và tình cảm phát triển rất mạnh mẽ trong hoạt động chủ đạo của lứa tuổi mẫu giáo. Trong trò chơi giàu cảm xúc. 4. Trong quá trình thực hiện những công việc lao động tập thể, dọn phòng, sắp xếp đồ chơi ở trẻ phát triển tình cảm tập thể. Tùy theo hoàn cảnh, cảm xúc và tình cảm sẽ khác nhau, như tình yêu, ghét, sung sướng, tức giận, vân vân, có thể là tích cực, tiêu cực, có định hướng. Nói chung Trẻ thể nghiệm tình cảm lạc quan đối với mọi hoàn cảnh của cuộc sống, trẻ luôn mang tâm trạng sảng khoái, yêu đời. Sự phát triển cảm xúc và tình cảm của trẻ gắn liền với sự phát triển các quá trình tâm lý khác và hơn cả là với ngôn ngữ. 4. nhỏ. Các xu hướng phát triển tình cảm ở trẻ mẫu giáo. Trong suốt thời kỳ mẫu giáo, tình cảm của trẻ sâu sắc và bền vững hơn một cách đáng kể. 4.1 sự tăng cường tính hợp lý gắn liền với sự phát triển trí tuệ của trẻ. Trẻ bắt đầu nhận thức thế giới xung quanh, tìm hiểu những hậu quả của những hành vi của mình, hiểu được cái gì là xấu, cái gì là tốt. Ví dụ, trẻ mẫu giáo bé không có tình cảm đối với động vật, không thương xót, đôi khi tỏ ra tàn nhẫn như xé cánh con bướm, thả mèo xuống nước vân vân. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, thái độ đó là do trẻ không hiểu Tính tò mò của trẻ muốn đi sâu vào mọi sự vật hiện tượng dẫn tới những biểu hiện mà chúng ta cho là độc ác, tàn bạo. Trong sự phát triển của tình cảm hài hước, nó xuất hiện ở trẻ mẫu giáo bé khi trẻ phát hiện ra sự không phù hợp về trong vẻ bề ngoài, cử chỉ buồn cười của người khác. Bản thân trẻ cũng làm trò cười bằng cách đặt tên khác cho sự vật hiện tượng, bằng những câu pha trò. Trẻ mẫu giáo lớn thể hiện tình cảm hài hước trong các trường hợp phức tạp hơn nhiều khi chúng nhận thấy những điều không phù hợp trong hành vi của người khác, những thiếu sót trong tri thức và kỹ năng của họ. Tình cảm thẩm mỹ, đối với trẻ 3-4 tuổi, cái đẹp đó là đồ chơi rực rỡ, lấp lánh. Đến tuổi mẫu giáo lớn, trẻ bắt đầu hiểu được cái đẹp trong tính nhịp điệu, trong sự hài hòa của các màu sắc và đường nét, trong sự phát triển của các giai điệu âm nhạc, trong tính mềm mại của điệu múa, vẻ đẹp của các hiện tượng thiên nhiên. Trong hành vi của trẻ Vui khi được khen, buồn khi bị quở trách, sự lĩnh hội các chuẩn mực đạo đức, các quy tắc hành vi, sự hình thành tự ý thức dẫn tới chỗ bản thân việc thực hiện hay không các chuẩn mực này được trẻ thể nghiệm, gây ra tình cảm tự hào hoặc xấu hổ. 4.2. Những biểu hiện bên ngoài của tình cảm ở trẻ cũng có những biến đổi căn bản. Trẻ mẫu giáo lớn dần dần nắm được kỹ năng tự kiềm chế những biểu hiện mạnh mẽ và đột ngột của tình cảm ở một mức độ nào đó. Trẻ cũng nắm bắt được ngôn ngữ của tình cảm, những sắc thái tinh tế nhất của tình cảm bằng ánh mắt, nụ cười, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ, ngữ điệu lời nói. Như vậy, trong suốt thời kỳ mẫu giáo có những thay đổi quan trọng trong lĩnh vực tình cảm. Tình cảm của trẻ ngày càng trở nên phong phú nhờ có kinh nghiệm xã hội, nhờ tri thức tích lũy về thế giới xung quanh, nhờ lĩnh hội những chuẩn mực đạo đức xã hội và nhờ kinh nghiệm riêng về hành vi đạo đức. Chương 3 sự phát triển nhân cách của trẻ mẫu giáo Bài 7 Sự phát triển các động cơ hành vi và sự hình thành tự ý thức của trẻ mẫu giáo Một nhỏ Sự phát triển các động cơ hành vi ở trẻ mẫu giáo Trong suốt thời kỳ mẫu giáo, ở trẻ diễn ra những biến đổi căn bản trong hành vi Chuyển từ hành vi bột phát sang hành vi mang tính xã hội Tức hành vi mang tính nhân cách Đó là quá trình hình thành động cơ hành vi động cơ hành vi là những yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến hành vi của trẻ. ở trẻ mẫu giáo bé, trẻ hành động do ảnh hưởng của tình cảm và nguyện vọng xuất hiện trong một thời điểm nhất định, không giải thích được nguyên nhân hành vi. ví dụ, tự nhiên cào vào má bạn ngồi bên cạnh khi cô hỏi trẻ không giải thích được vì sao. cho gà ăn để xem gà mổ thóc thế nào, chưa biết đấy là việc làm có ích, đáng khen. ở trẻ mẫu giáo nhỡ và mẫu giáo lớn hành động có ý thức hơn, có thể giải thích được động cơ hành vi của mình. Ví dụ, cho gà ăn là để giúp mẹ. Hai nhỏ, một số động cơ điển hình. 2.1. Động cơ gắn liền với hứng thú của trẻ, với thế giới người lớn, với khát vọng hành động giống người lớn. Nguyện vọng được giống như người lớn, được làm mọi việc như người lớn. Nguyện vọng này thể hiện trong trò chơi đóng vai, làm công việc của người lớn, thể hiện các mối quan hệ của người lớn với nhau sử dụng nguyện vọng này để giáo dục tính độc lập cho trẻ hoặc yêu cầu trẻ trong hành vi. Ví dụ, người lớn tự mặc quần áo, người lớn không thích hóc nhẹ. 2.2. Động cơ với các trò chơi Trong trò chơi thể hiện hai loại động cơ hành vi, động cơ hành động như người lớn trong quá trình chơi và động cơ hướng vào bản thân quá trình chơi. Trẻ có thể biến mọi công việc thành trò chơi. Ví dụ, trẻ thường tỏ ra học một cách nghiêm túc nhưng thực ra trẻ đang chơi, đang tạo ra tình huống tưởng tượng. 2.3. Động cơ thiết lập và giữ gìn quan hệ tốt với người lớn và các bạn. Loại động cơ này có ý nghĩa quan trọng trong hành vi của trẻ mẫu giáo. Muốn được người khác khen ngợi là động lực mạnh mẽ trong hành vi của trẻ. Khát vọng vươn tới mối quan hệ tốt với người lớn buộc trẻ phải chú ý đến ý kiến đánh giá của họ và phải thực hiện các quy tắc hành vi do người lớn đặt ra, quan hệ của trẻ với trẻ khác. Trẻ càng tiếp xúc với bạn thì thái độ của bạn đối với nó ngày càng quan trọng. Ở trẻ 3-4 tuổi, thời kỳ đầu dường như không nhận thấy những đứa trẻ khác xung quanh, nó hành động hoàn toàn như không có bạn bên cạnh. Ví dụ, trẻ có thể kéo ghế của bạn nếu nó muốn ngồi. Ở trẻ 5-6 tuổi, muốn được các bạn có cảm tình và đánh giá tốt trở thành động cơ hành vi có hiệu quả nhất. Trẻ đặc biệt cố gắng tranh thủ tình cảm của các bạn mà nó thích và cũng được nhiều người ưa thích. 2.4, động cơ tự khẳng định. Cuối tuổi ấu nhi, trẻ có nguyện vọng tách ra khỏi người khác. Ở trẻ mẫu giáo, động cơ tự khẳng định tiếp tục phát triển, trẻ muốn được người khác lắng nghe yêu cầu của nó, chú ý thực hiện nguyện vọng của nó. Biểu hiện của tự khẳng định trong trò chơi đóng vai là thích đóng vai chính, vai người lớn, không thích đóng vai trẻ con. Ở mẫu giáo bé và mẫu giáo nhỡ, trẻ tự gán cho mình những phẩm chất tốt mà không cần biết chúng có phù hợp với thực tế hay không như khẳng định mình khỏe, có thể nâng nổi con voi. Khát vọng tự khẳng định trong một số điều kiện nhất định có thể dẫn tới biểu hiện tiêu cực dưới hình thức đỏng đánh và bướng bỉnh để thu hút sự chú ý của người khác. Ví dụ, những đòi hỏi thay đổi thất thường của trẻ khi đang chơi, đang ăn. Đây thường là những đứa trẻ không có sáng kiến, không tự khẳng định mình bằng khả năng của nó. 2.5. Động cơ nhận thức và động cơ thi đua Ở trẻ 3-4 tuổi hay hỏi người lớn vô số câu hỏi, đây là cái gì? Cái này để làm gì? Tại sao? Tuy nhiên, câu hỏi của trẻ mẫu giáo bé không phải bao giờ cũng thể hiện hứng thú nhận thức của nó. Phần lớn những câu hỏi trẻ mẫu giáo bé và mẫu giáo nhỡ đặt ra là nhằm thu hút sự chú ý của người lớn, nhằm giao tiếp với họ. Vì thế, trẻ không đợi câu trả lời mà chuyển sang câu hỏi khác hoặc chạy đi chỗ khác. Đối với trẻ 5-6 tuổi, hứng thú đối với tri thức mới trở thành động cơ độc lập và bắt đầu định hướng hành vi của nó. Trẻ 3 4 tuổi không so sánh thành tích của mình với thành tích của các bạn, trẻ không cố gắng làm tốt hơn các bạn mà đơn giản là trẻ gán cho mình những phẩm chất tốt hoặc thực hiện những hành động được người lớn đánh giá tích cực. Động cơ thi đua được trẻ thể hiện trong các trò chơi thể thao, trò chơi có luật và học tập của trẻ như ai nhanh hơn, ai khéo tay hơn của trẻ mẫu giáo nhỡ và trẻ mẫu giáo lớn. Trẻ mẫu giáo lớn đưa động cơ thi đua vào cả những hoạt động không chứa đựng yếu tố thi đua trẻ luôn so sánh mình với trẻ khác. 2.6, động cơ đạo đức. Thể hiện thái độ của trẻ đối với người khác. Nó có ý nghĩa đặc biệt trong sự phát triển động cơ hành vi của trẻ mẫu giáo, gắn liền với sự lĩnh hội những chuẩn mực đạo đức và quy tắc hành vi, sự thông hiểu ý nghĩa những cử chỉ của mình đối với người khác. Từ những hành vi tốt với người lớn, tức để giữ mối quan hệ với họ, trẻ được người lớn khen ngợi, âu yếm xuất hiện cảm xúc dễ chịu, dần dần bản thân hành vi tốt được trẻ tiếp nhận một cách tích cực. Trẻ mẫu giáo bé có hành vi đạo đức với những người nó có thiện cảm. Nó chia bánh kẹo cho những người này. Trẻ mẫu giáo nhỡ, hành vi đạo đức mở rộng với những người mà trẻ không có liên hệ trực tiếp. Trẻ mẫu giáo lớn, ý thức được sự bắt buộc phải thực hiện các chuẩn mực hành vi đạo đức. Ví dụ, để trả lời câu hỏi tại sao không được đánh bạn, trẻ 4 tuổi trả lời: "Nếu đánh nhau sẽ bị phạt." Trẻ 5-6 tuổi trả lời: "Không được đánh bạn vì làm bạn đau thì thật là xấu hổ." 2.7 động cơ xã hội muốn làm cái gì đó cho người khác mang lại lợi ích cho họ ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong số các động cơ đạo đức của trẻ mẫu giáo trẻ mẫu giáo bé làm thủ công tặng các bạn dưới sự hướng dẫn của cô mẫu giáo nhỡ và mẫu giáo lớn biết thực hiện công việc theo sáng kiến của mình khi hỏi tại sao thực hiện những nhiệm vụ đó trẻ trả lời mẫu giáo bé cháu thích mẹ cháu bảo làm mẫu giáo lớn cháu giúp mẹ vì mẹ làm một mình sẽ khó khăn vì cháu yêu mẹ Trẻ mẫu giáo bé chỉ quan tâm tới thành tích của mình, trong khi đó, một số trẻ mẫu giáo nhỡ và tất cả các trẻ mẫu giáo lớn đã biết hành động vì thành tích của tập thể. Ba nhỏ, sự hình thành thứ bậc các động cơ. Sự biến đổi trong động cơ hành vi của trẻ mẫu giáo không chỉ thể hiện ở sự biến đổi nội dung của chúng, ở sự xuất hiện những loại động cơ mới, giữa các loại động cơ khác nhau đã hình thành quan hệ phụ thuộc, thứ bậc các động cơ một số động cơ này có ý nghĩa quan trọng hơn một số động cơ khác đối với trẻ ví dụ trẻ có thể từ chối một trò chơi hấp dẫn để tiến hành một công việc quan trọng hơn có thể làm người lớn khen quan hệ thứ bậc các động cơ là một cấu tạo tâm lý mới quan trọng nhất trong sự phát triển nhân cách của trẻ mẫu giáo khiến cho hành vi của trẻ có xu hướng nhất định nếu những động cơ xã hội sự tuân theo những chuẩn mực đạo đức trở thành động cơ chính thì trong đa số trường hợp trẻ sẽ hành động dưới ảnh hưởng của những động cơ này nếu những động cơ khiến trẻ tìm sự thỏa mãn riêng của mình chiếm ưu thế có thể dẫn tới những vi phạm các quy tắc hành vi bốn nhỏ sự phát triển khả năng tự ý thức và tự đánh giá một trong những mặt phát triển của động cơ hành vi trong lứa tuổi mẫu giáo là sự nâng cao tính ý thức của trẻ hiểu động lực và hậu quả của những hành vi của mình đó là do tự ý thức ở trẻ đã phát triển trẻ hiểu mình là người thế nào có những phẩm chất gì những người xung quanh đối xử với nó ra sao và cái gì tạo ra thái độ đó tự ý thức thể hiện trong sự tự đánh giá trẻ học cách đánh giá người khác lúc đầu trẻ chỉ nhắc lại ý kiến đánh giá của người lớn về các bạn khi tự đánh giá mình cũng vậy cháu ngoan vì mẹ cháu nói như thế đầu tiên sự đánh giá riêng của trẻ về người khác phụ thuộc vào thái độ của trẻ đối với họ đặc biệt là các nhân vật trong chuyện kể chuyện cổ tích khi trẻ lĩnh hội được các chuẩn mực đạo đức và các quy tắc hành vi thì chúng trở thành thước đo để trẻ sử dụng trong việc đánh giá người khác tuy nhiên việc vận dụng những thước đo này vào chính bản thân mình thì lại khó hơn nhiều đến mẫu giáo lớn trẻ mới nắm được kỹ năng so sánh mình với người khác và điều này là cơ sở để trẻ tự đánh giá mình một cách đúng đắn